kia nó đi hết màn hình, cái này nó cũng không hết chứ trơn. Và chúng ta sẽ design một cái trang album mà ý tưởng là một cái hình của album mở ra. Thì cách làm như sau: đầu tiên ta sẽ nêu một cái lớp mới, hay đúng hơn là một cái document mới. Ta sẽ để này 10-15, này em để là white, rồi này là màu trắng, rồi những F7. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái gáy album, cái bìa album. Thì ta mở đây, ta sẽ vẽ ra một cái vùng tròn như thế này, và đồng thời mình sẽ cho đây là modify để cho cái nó cong các góc lại. Muốn cho nó cong các góc lại, mình cho đây là modify, cho đây là smooth này tối đa là 12 thôi, nghĩa là anh cho thêm nữa thì cũng không, nó không cho phép, thì tối đa 12. Nếu mà độ cong 12 chưa được thì mình sẽ cho tiếp một lần 12 nữa, ta coi như 24 là phải 2 lần, còn nếu mà cong nữa thì 3 lần. Rồi sau đó mình chọn cái màu nào đó chẳng hạn, màu này, nhấn alternate delete. Như vậy là có được ở đây, có được đây là cái vùng này. Bây giờ ta muốn rằng nó sẽ trên một lớp mới chứ không phải là nằm ở đây, thì ta làm vậy là hơi bị sai. Thì như vậy thì ta bấm control shift z để đưa nguyên này lên trên, control shift z đưa này lên, nó sẽ cắt riêng ra. Rồi chỗ này mình sẽ cho alternate đi delete, hoặc là control delete cho nó trắng hết chỗ này. Thì giờ mình có hai cái lớp này nằm trên lớp này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó có cái viền bên ngoài, thì giữ control click đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng ở đây là modify, ta mở rộng thêm, gọi là expand, mở rộng cái vùng tròn ra bên ngoài. Mục đích ta muốn mở rộng cho đều hết tất cả các cái pixel, nhà mình cho khoảng cỡ 10 pixel. Nó ra ngoài như thế này. Muốn ra lớn hơn thì chúng ta sẽ cho lớn hơn. Như 20 đi. Thì ta tạo thêm một cái lớp rộng nằm dưới lớp này. Ta sẽ cho một cái màu khác, ví dụ đây. Rồi ta tô này đó. Rồi ta giữ hình cho nó click trên đây. Và ta sẽ delete dưới này để cho nó rộng như thế này. Rồi bây giờ trên lớp này chúng ta giữ hình cho nó click vào đây. Sau đó ta cho thu hẹp lại bằng cách là chọn modify cho contract cho khoảng cỡ 5 pixel. Thì ta thấy đây nè, nó nhỏ lại như thế này. Nhỏ hơn chút xíu. 4 thôi. Lớn hơn xíu này, 7 đi. Cho anh thu vô nhỏ như này, ta tạo thêm một lớp nữa, lớp này cho nằm trên lớp này, nằm dưới cùng lớp 3 này, ta sẽ cho một cái màu nào đó như hai như màu này. Thì ta có được cái viền này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái lớp màu vàng này, ta sẽ cho nó có hiệu ứng noi lên. Rồi mình cho đây đen đi, hộp đen cho nó đẹp. Rồi sẵn mình cho nó lơ đi xíu, khoảng cỡ 0.5 pixel đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái này, lớp trên đây cho nó blur khoảng cỡ 1 pixel. Như vậy thì sau khi xong rồi thì cái lớp dưới này chúng ta cho nó blur thêm tí xíu nữa, cỡ 1 này, cho nó nhòe ra nó mới đẹp được. Rồi sau đó chúng ta sẽ tô cái mẫu màu dưới này cho có một cái hoa văn vô trong. Ta chọn đây là pattern overlay, nhà đánh dấu này là mẫu này. Nhờ ta kéo này cho nó nhỏ lại cái hoa văn. Bên đây để cho nó opacity, là cho nó trộn với cái màu mình đang có. Thì ta thấy cái viền bùm mình, cái bìa nó sẽ như thế này đây. Tương đối là ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ gộp ba cái lại. Ta sẽ nhân đây, tạo một lớp shift kéo vào đây. Tiếp theo là ta sẽ làm cái đường gãy giữa bằng cách là ta sẽ chọn vô cái vùng này. Mình chọn của ở đây. Bấm control Z. Ta kéo này qua. Rồi nhấn T để xoay 90 độ. Ta cho lớp này nằm dưới hai lớp này. Ta đặt cái này. Bây giờ ta mình dùng công cụ là Magic Wand để mình chọn màu này mình bỏ đi. Ta chỉ cần lấy cái đường cong mà thôi. Bây giờ muốn cho nó cong thì bấm control T ở đây. Chúng ta chọn Warp. Và ta nắm, ta kéo ngay giữa này nè, ngay đây nè, ở đây ta kéo ngay giữa luôn. Rồi hình nó cong. Rồi ta nắm cái cong này đưa lên đây một lớp nè. Rồi sau đó ta tạo thêm một lớp nằm dưới hết các lớp này.
ta có thể lấy copy chỗ này nè, copy chỗ này, hoặc là ta sẽ tạo một cái vùng chọn mới cũng được. Anh đã tạo vùng chọn mới dưới đây rồi, ta tạo cái cách tô bóng như sau. Chọn ở đây, chúng ta sẽ tô cái màu đích đây, đây cũng được, đây cho nó đen hơn. Rồi ok, rồi nó phanh ở đây thôi, kéo qua như thế này. Nếu nó không rõ ràng lắm thì mình có thể làm lại một chút. Đen xuống tí nè. Rồi ta kéo đây qua. Rồi bấm Ctrl D bỏ chọn. Chúng ta sẽ tô xóa đi chỗ này. Xóa đi chỗ này thì mình chọn lớp này dùng cục gom. Ta tẩy đi chỗ này. Rồi bây giờ ta sẽ gộp hết mấy cái này lại. Đặt tên là chẳng hạn như là bừa album. Bây giờ chúng ta sẽ biến này thành không gian 3D để đặt cho album vô, cần chọn T, chọn distort. Ta sẽ kéo cái này xuống nè. Này xuống. Kéo này ra một tí. Rồi, giờ ta có được cái album theo kiểu 3D. Enter. Bây giờ ta sẽ vẽ cho nó những cái tờ giấy, nghĩa là những cái tờ, cái nội dung bên trong cái album này. Thì bằng cách ta new một cái group mới ở đây. Tạo ra, dụ cho mình để là bên trái đi. Left. Thì chỗ này là phía bên trái, thì mình sẽ dùng ở đây. Chỉ duy nhất là một cái công cụ là pen để mình vẽ thôi. Pen. Thì nhưng trong trường hợp mình dùng đây là Shape Layer. Thì ta sẽ chấm một nút đây trước, chấm đây một nút. Ở đây chúng ta sẽ nhanh chóng là cho cái fill bằng không. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ cho cái fill lên, không có gì quan trọng cả. Rồi đây ta sẽ cho đây, vẽ đây này, lên trên đây. Rồi mình đánh dấu trong này. Như vậy mình tới đây, chúng ta cho nó đây làm một cái màu lên. Giả sử mình đúp đây cho cái màu này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn qua công cụ Direct Selection để chúng ta chấm những cái nút đây, chúng ta vẽ. Đây tôi sẽ bỏ đi cái hiệu ứng FX này. Rồi tôi sẽ chỉnh lại cho quý vị thấy nó đơn giản hơn. Đây nha. Ta sẽ vẽ đây là đây tượng trưng cho một cái tờ giấy trong cái cuốn album. Mà cho nó nhỏ thôi, không cần phải lớn gì đâu. Rồi cái này chúng ta sẽ cho nó một cái hiệu ứng là drop cho nó có viền. Ở đây ta cho viền đen thôi. Cho khoảng có 2 pixel. Thứ hai là để cho nó nổi lên là Preview and Emboss, cho đây là Out, khoảng đây là khoảng cỡ 2 thôi, nổi lên 2. Thì mình cảm giác là cái trang này nó có cái độ nổi lên và nó có viền đen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng lớn cái này lên, chúng ta thể cho cái chiều nào nó về phía bên trong hay hơn. Nhấn nút ở đây cái bề nổi này, cho nó về phía bên trong đây nè. Kéo bên này thì ta nhìn thấy chỗ này nha, nổi ở phía này. Nếu mà mình muốn đẹp hơn nữa, mình có thể cho đây một cái bạc tinh vô cũng được. Hạ nhấn đúp ở đây, chúng ta cho cái màu bạc tinh vô đây, muốn cầu kỳ hơn tí cho album nó có cái mẫu này, chứ mà giấy hộp. Giảm này xuống, giống như tờ giấy thật vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân bản cái này lên, coi như được một lớp. Nhân bản từng trang giấy lên, cần trên Z thì cái này chồng lên cái này, ta kéo qua đây tí, ta coi, ta kéo này đi xíu. Thì trong quá trình làm có thể bỏ cái hiệu ứng, bỏ cái nắp này đi nha. Rồi sau đó ta dùng cái công cụ pad, ta chấm đây.
Rồi ta cho nó nhỏ thế này thôi. Ta thể cho cái màu vô đây, màu khác. Rồi bây giờ giả sử này thêm nữa, Ctrl Z, chúng ta sẽ kéo nó qua một chút. Rồi ví dụ đổi màu khác. Rồi chúng ta lại Ctrl Z, ta lại kéo qua. Rồi ví dụ ta lại Ctrl Z nữa, rồi kéo lên đây. Giả sử cho album mình đây là mình cho là khoảng cỡ 5 tờ như thế này đi, thì tôi sẽ sửa cái trang trên cùng này nó hơi khác đi cái trang kia. Này cho nó cao hơn xíu. Đừng cho nó lòi cái trang dưới ra, nó rất là xấu. Để cho nó cong thế này. Rồi đây là cái trang dưới cùng. Bây giờ chúng ta sẽ nhân bản cái này. Nhưng mà trước khi nhân bản, mình sẽ tạo một cái group mới. Ví dụ như là Rai. Rồi mình nhân bản cái lớp này lên. Mình lấy cái này mình thảy qua bên đây. Mục đích là để mình có cái gáy giữa cho nó dính cứng ngắc vào đây, như là hai bên nó dính nhau. Sau đó ta chọn một cục pen nè, ta chọn hai cái này, bốn nút này, bốn nút ngoài của cái trang này, ta lật qua đây. Thì dĩ nhiên ta phải cho cái fill này bằng không trước để mình định cho nó vô thành một cái vị trí tốt rồi đó. Rồi mình sẽ cho màu tô trở lại, rồi kéo phía này xoay lại. Rồi chỗ này ta để phía này. Rồi mình sẽ kéo lên 100%. Như vậy là cái này là cái trang trên cùng. Thì dĩ nhiên cái gáy này thấy nó dính dưới này, không có thay đổi gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ nhân bản lớp này. Dĩ nhiên chọn lớp dưới không chọn lớp trên, nó ngược lại, để cho nó đi xuống. Rồi chỗ này mình sẽ giữ cái này, cho nó dính vô đây. Rồi cho một cái màu khác. Tương tự ta lại nhân bản tiếp. Rồi đã chọn lớp dưới, ta lại di chuyển cho nó xuống chút. Rồi ta lại dấn cái này, sửa này chút xíu. Rồi tương tự cũng đổi màu. Mình lại nhân bản tiếp một lớp nữa. Chọn lớp dưới lại kéo xuống. Cũng vậy. Rồi bây giờ giả sử như 200 mm cỡ này là vừa rồi, chúng ta sẽ đóng lại hết. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái gáy giữa để bao bọc mấy trang này lại với nhau. Mình sẽ tạo lớp một lớp rỗng nằm trên cái lớp bìa dưới hai cái sấp giấy mà ta đã có. Chúng ta cũng sẽ dùng công cụ brush chỗ này, công cụ pen để mình vẽ. Nếu mà để chắc ăn thì chúng ta sẽ chấm đây một cái nút, rồi cho bằng không. Mình sẽ xóa hết tất cả những hiệu ứng này, rồi ta chấm chỗ này tới đây. Này cho bằng không nha, fill bằng không. Này đặt khoanh đây. Trong quá trình vẽ thì giữ Ctrl để mà chúng ta chỉnh sửa, hạn ta lấy tới cỡ này thôi. Ta cong vô. Giữ mình cho nên ta vẽ này, ta sẽ sửa chỉnh lý cho nó. Rồi chỗ này xong, chúng ta sẽ qua bên chỗ này, đây sẽ qua chỗ này, nhấn đây, crop, và cho đây là đen đen tuyền,
Rồi fill. Đây ta sẽ kéo này lên. Ta cho cái màu này nó đen luôn. Và có thể cho một cái hiệu ứng như đây. À, bật tên overlay. Nhỏ thôi. Ok. Nhưng đứt đây cho đen lại xíu. Như vậy là chúng ta đã vừa làm xong cái nội dung của cho album. Bây giờ chúng ta sẽ design thêm những bóng và để design thành một cái khung hình đưa vô. Thì như vậy ta sẽ click trên đây. Đặt đây thành vùng chọn. Ví dụ mình đặt đây là left. Rồi mình click trên right này. Đặt đây thành vùng chọn luôn. Right. Bây giờ chúng ta sẽ gộp hết tất cả những cái left và right lại. Mà luôn cả cái này thành một Ctrl E. Rồi. Thì đây chúng ta sẽ đặt tên cho nó là album thôi. Giờ mình sẽ tạo bóng đổ cho album này. Rồi sẽ đã tạo một lớp rỗng lên trên. Xuống đây Ctrl E lại. Bây giờ chúng ta đặt dưới này có thể cho một cái họa tiết màu sắc gì cũng được. Cho cái nền ở đây. Ví dụ đây mình chọn đây là mình thấy thiếu quá, mình thể nhấn cái chỗ mục chỗ này, mình cho nó reset gradient. Ấn ok cho nó trả lại những mặt màu mặc định ban đầu. Rồi chúng ta có thể cho đây là để xoay góc này tí, xoay cái góc tô. Ok, có thể tạo lớp rỗng nằm đây hợp với cái này cho nó phá vỡ hiệu ứng đi. Ta sẽ cho noi và 3 pixel đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, để trên lớp này chúng ta load RL trước và ta delete ở đây, chọn cái này delete luôn. Tương tự như vậy chọn đây, load vô R delete, xuống đây chúng ta đi delete. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái chuyển giữa hai lớp này thì bằng cách như sau. Chúng ta sẽ new một cái màu này, ta tô một cái màu ở đây, màu bất kỳ chẳng hạn như lấy màu này chẳng hạn. Rồi tôi sẽ load một chọn như đây. Ở đây sẽ tượng trưng cho là một cái hình, hình 1 vừa đặt 01. Rồi tôi tạo một lớp nữa dưới này tên 02. Tôi sẽ lót ta tô cái màu khác chẳng hạn, sẽ lót một chọn vô là R, bỏ ra đi. Rồi bây giờ mình tạo cái bóng giữa hai cái trang album này, bóng cái bóng đen và bóng trắng thì mới đẹp được. Như vậy mình sẽ tạo một lớp rỗng nằm trên. Do đó chúng ta sẽ bấm chữ B, ta tạo bóng đen trước bằng Internet Delete. Rồi ta sẽ lót một chọn đây là giữ hình tròn, click đây. Bấm chọn đây. Lớp này nó sẽ nằm dưới cái lớp này, lớp 1. Rồi bây giờ nhấn vào phía này, qua bên phần mặt nạ nè. Chúng ta chọn công cụ Gradient. Trên đây ta chọn công cụ là từ rỗng sang đen trắng. Rồi chúng ta sẽ vẽ như sau. Vẽ cỡ này vô. Nó đen như thế này thôi. Ta đã tạo thêm một lớp nữa. Lớp này ta cũng tô đen y như hệt như vậy. Và lớp mình chọn đây. Tương tự là chọn đây, ta kéo này qua đây. Cho nó song song nó mới đẹp. Rồi ta sẽ gộp hai cái này lại tạo một lớp rỗng nữa. Ctrl E. Đây mình sẽ đặt đây là bóng đen. Rồi bây giờ cũng tạo bóng trắng thì cũng tương tự như thế. Ta sẽ nêu lớp tô trắng là Ctrl Delete. Giữ Internet, giữ Ctrl Delete đây. Rồi ta tạo mặt nạ. Ở đây chúng ta chọn bên đây cũng tương tự như thế, ta có hai phần. Phần này là 1, phần này là 2. Rồi trắng như vậy thôi. Rồi tương tự ta tạo thêm một lớp nữa.
giữ gần cho nít đây, tạo mặt nạ cũng tương tự đây, ta vẽ đây. Rồi sau đó tạo lớp rộng cần chân e lại đây, bóng trắng rồi chỗ này mình cho hiệu ứng này là multiply, đây hiệu ứng mình giảm còn khoảng cỡ là 70% thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử đưa một cái hình vô để cảm nhận được là cái design chúng ta nó sẽ ấn tượng như thế nào. Giờ tôi lấy một cái hình này, ví dụ lấy hình này đi, rồi thôi cho hình này giới hạn. Rồi tôi cho nhỏ thôi. Đây cách ta đưa hình như sao, ta đưa cái hình này ở đây, nhân tê nó xây không xong với cuốn bùm này chứ hả, nhỏ lại. Nhờ chúng ta giữ gần tròn để đưa xuống lớp này, giữ gần tròn đặt click vô, nhân click vào đây, ta thay cái này vô được một trang. Bây giờ ta thấy rõ ràng nè, nó có tạm tạo cảm giác bóng trắng hoàn hoàn, bóng trắng và bóng đen rất rõ ràng, nhìn hình rất là 3D. Nếu giả sử chỗ này mình thấy hơi quá đà thì mình có thể là giảm bớt đi một chút. Rồi bây giờ ta đưa cái hình thứ hai vào, nhiều hình này này, ta hãy đưa qua đây. Ta thấy nó bị lòi qua phía đây thì phải giữ cần cho clip đây và để ta mặt nạ đây. Ta thấy rõ ràng là cuốn bùm ta đã hoàn hảo, đúng như ý đồ chúng ta tạo ra và thiết kế cho nó, là nó cũng có bóng chuyển và vân vân.